Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức hội nghị tập huấn nội dung chương trình công tác năm 2021 cho đội ngũ cán bộ hội phụ nữ các cấp trong toàn tỉnh. Cán bộ phụ nữ cấp cơ sở đã được truyền đạt một số nội dung như hướng dẫn thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 50 ba sạch, nghiệp vụ ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội, một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và công tác kiện toàn sau đại hội, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Thông qua lớp tập huấn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh mong muốn cán bộ phụ nữ ở cơ sở có thể áp dụng ngay những kiến thức, những hiểu biết của mình và thực tiễn hoạt động của địa phương nhằm đưa chất lượng hoạt động của Hội Phụ nữ được hoàn thiện và nâng cao chất lượng hơn nữa trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, để giải quyết những kiến nghị của người dân xã Phú Xuân về công tác dồn thửa đổi ruộng tại địa phương này, huyện Bình Xuyên đã thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt từ công tác cán bộ đến việc thành lập các tổ công tác để giải quyết các tồn tại ở xã Phú Xuân nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân. Ngay sau khi cho thôi chức vụ bí thư đảng ủy và miễn nhiệm chức danh chủ tịch ủy ban nhân dân xã Phú Xuân, Ban thường vụ huyện ủy Bình Xuyên đã quyết định điều động cán bộ của huyện về giữ chức vụ bí thư đảng ủy và chức vụ chủ tịch ủy ban nhân dân xã để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của địa phương. Mục đích của cái việc làm cái công tác cán bộ này là làm sao để cho nhân dân xã Phú Xuân và cán bộ đảng viên xã Phú Xuân là tin tưởng đây là cái sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo của ban thường vụ huyện ủy để nhằm ổn định tình hình trên địa bàn xã Phú Xuân. Đấy, để tập trung giải quyết các cái tồn tại, các cái kiến nghị của người dân mà trong cái thời gian qua mà cấp ủy chính quyền xã Phú Xuân chưa giải quyết được. Cùng với thực hiện giải pháp về công tác cán bộ, huyện Bình Xuyên đã thành lập hai tổ công tác phối hợp với các sở ngành liên quan của tỉnh để tập trung rà soát, giải quyết các tồn tại về vi phạm đất đai, rà soát lại toàn bộ quy trình về công tác dồn thửa đổi ruộng tại xã Phú Xuân. Đồng thời, thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại lắng nghe ý kiến kiến nghị của người dân xã Phú Xuân để có giải pháp tháo gỡ. Thực hiện cái việc kiểm tra, rà soát lại quy trình dồn thửa đổi ruộng do ban chỉ đạo dồn thửa đổi ruộng của xã và cái tiểu ban dồn thửa đổi ruộng của thôn. Đến nay về cơ bản là các bước thực hiện ngoài thực địa trên quy hoạch và rà soát hệ thống hồ sơ sổ sách các quy trình theo cái kế hoạch 256. Với thực hiện các bước trên song song đồng bộ và được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, chúng tôi kiên quyết tập trung để dành thời gian và sẽ báo cáo kết quả, đặc biệt là đề ra các giải pháp để báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời tổ chức cái hội nghị công khai đối thoại trả lời để người dân hiểu rõ những kiến nghị vướng mắc của người dân đã được các cấp các ban ngành quan tâm giải quyết kịp thời nhằm ổn định tình hình trên địa bàn của xã. Dồn thửa đổi ruộng là chủ trương lớn, đúng đắn của tỉnh Vĩnh Phúc nhằm tạo ra những cánh đồng mẫu lớn, tạo điều kiện thuận lợi để áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp và thu nhập của người dân. Chủ trương này đã được triển khai thành công và nhận được sự đồng thuận của người dân ở nhiều địa phương trong tỉnh. Vì vậy, cùng với sự quyết liệt của cấp ủy, chính quyền huyện Bình Xuyên, sự đồng thuận, hợp tác của người dân xã Phú Xuân chính là yếu tố quyết định để những kiến nghị của người dân sớm được giải quyết. Cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày hội của toàn dân. Đây là dịp để nhân dân thực hiện và phát huy quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Vì độc lập tự do, vì tổ quốc mạnh giàu. Cùng với việc đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều cơ chế chính sách để phát triển các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề, tạo động lực phát triển sản xuất và bảo vệ môi trường. Để thu hút vốn của các nhà đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, tỉnh đã xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển hạ tầng cụm công nghiệp, trong đó tập trung hỗ trợ về công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp cho các nhà đầu tư và hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho các doanh nghiệp. Đối với các cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động được đầu tư hệ thống xử lý nước thải và thu gom rác thải công nghiệp, di rời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm trong làng nghề vào cụm công nghiệp để đầu tư sản xuất kinh doanh. Các hộ sản xuất kinh doanh trong cụm là
phần lớn là có những sự ưu đãi rất lớn, đó là cái mặt bằng cho thuê này là đến hiện tại là chủ yếu là các hộ dân có đất nông nghiệp bị thu hồi là được ưu tiên ưu đãi thuê và chủ yếu là người ở địa phương. Nên là về cái mặt bằng, cái giá thuê mặt bằng thì tính theo cái giá hạ tầng, chi phí hạ tầng để xây dựng ra chứ chưa có phần tính lợi nhuận, lãi suất. Cho nên là đấy là một cái ưu đãi đặc biệt nhất. Toàn tỉnh hiện có 13 cụm công nghiệp với tổng diện tích gần 286 ha. Các cụm công nghiệp này đã giải quyết vấn đề về mặt bằng cho các doanh nghiệp, thu hút được gần 560 doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho 7.600 lao động. Đồng thời giải quyết được bài toán ô nhiễm môi trường tại khu dân cư. Ra đây thì nói chung cái nghề của chúng tôi thì không có nước thải, chỉ có dầu mỡ thì nó lại không, nó vào cái sản phẩm hết cho nên nó không phải thải ra. Trong kia thì là họ cùng với nhà dân thì họ cũng có nhiều cái không hài lòng. Thì chúng tôi ra đây thì nó thuận lợi hơn. Theo quy hoạch phát triển cụm công nghiệp giai đoạn 2021-2030 sẽ có thêm 8 cụm công nghiệp được hình thành và đi vào hoạt động. Tuy nhiên hiện nay tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp còn thấp, một số cụm còn chưa thu hút được các nhà đầu tư thứ cấp, nhiều cụm đang vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Để đạt mục tiêu đã đề ra thì việc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào các cụm công nghiệp là nhiệm vụ cần thiết. Những năm gần đây, tận dụng thuận lợi về điều kiện tự nhiên, sông hồ, ao, đầm, bà con nông dân các địa phương đã đẩy mạnh chăn nuôi thủy sản theo nhiều phương thức. Trong đó, diện tích nuôi bán thâm canh và thâm canh ngày càng được mở rộng, với khoảng 4.000 hecta mang lại hiệu quả kinh tế cao. Theo đánh giá của Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mặc dù sản xuất thủy sản chỉ chiếm trên 7% trong cơ cấu nông lâm nghiệp của tỉnh, nhưng đã góp phần giải quyết việc làm, sinh kế cho trên 10.600 cơ sở hộ gia đình. Đồng thời, cung cấp nguồn thực phẩm khá dồi dào, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng thủy sản của người dân trên địa bàn tỉnh. Vĩnh Phúc đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 duy trì diện tích nuôi trồng thủy sản đạt khoảng 6.600 ha, sản lượng nuôi trồng đạt 29.500 tấn, tốc độ tăng giá trị sản xuất thủy sản bình quân trên 7% một năm. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, Công an tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe ô tô mới trực tuyến qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Hình thức này sẽ giúp người dân tiết kiệm thời gian khi làm thủ tục đăng ký xe. Tuy nhiên, đến nay, người dân chưa mặn mà với hình thức này. Dù ở bất cứ đâu, chỉ cần máy tính kết nối Internet, người dân có thể truy cập địa chỉ dịchvucong.gov.vn và click vào đăng ký xe. Tại đây, trình tự thủ tục, hồ sơ, mức thu lệ phí, đăng ký xe sẽ được hướng dẫn cụ thể chi tiết. Người dân có thể tiết kiệm được thời gian đến cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục. Tuy nhiên, hiện nay người dân trên địa bàn tỉnh vẫn chưa tiếp cận thực hiện hình thức này. Hiện tại tôi vẫn chưa biết cái kê khai trực tuyến qua mạng, nhưng nếu như có cái kê khai trực tuyến qua mạng thì tôi sẽ làm theo kê khai trực tuyến theo mạng. Tôi nghĩ là như thế nó sẽ đỡ mất thời gian cho tôi. Khai trực tuyến trên mạng thì bản thân chúng tôi hầu như cũng đều biết. Nhưng mà vì nói thật là tại sao mà phải lên trên này thì vì còn những cái thủ tục khác chúng tôi cần phải làm. Ví dụ như chẳng hạn là còn phải lên lấy biển số ấy, rồi đi lắp biển thì mới có thể hoạt động được, phải còn đăng kiểm. Nên là không thể là ví dụ khai trực tuyến thì có thể là chỉ khai những thủ tục giấy tờ bình thường thôi. Chứ còn nếu mà để một cái xe hoàn chỉnh để mà chạy thì chúng tôi vẫn phải lên phòng cảnh sát giao thông để làm những cái thủ tục nó mới hoàn thiện được. Hình thức đăng ký xe trực tuyến được triển khai rộng rãi đã giảm bớt các thủ tục khai báo trực tiếp. Người dân từ xa cũng có thể đăng ký tờ khai. Nếu hồ sơ dữ liệu đầy đủ và hợp lệ, người dân chỉ cần đến trụ sở công an một lần vừa đăng ký xe, bấm số và nhận biển số luôn, không phải đi lại nhiều lần. Để cho người dân thực hiện tốt được nội dung này thì phòng cảnh sát giao thông chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để cho người dân nắm biết được thông tin này, để cho họ thực hiện cái công tác kê khai đăng ký trực tuyến được thuận lợi hơn. Hai nữa là chúng tôi cũng sẽ đề xuất để đầu tư về trang thiết bị, đặc biệt là hệ thống máy tính phục vụ cho trong quá trình công tác đăng ký quản lý phương tiện. Đăng ký xe trực tuyến là xu thế phù hợp trong thời đại 4.0, giảm tải rất nhiều cho cơ quan quản lý nhà nước và người dân, nhất là trong giai đoạn dịch COVID-19, thì việc triển khai đăng ký ô tô trực tuyến sẽ góp phần hạn chế tiếp xúc xã hội.